Hôm nay chúng ta sẽ đến với chương trình ôn tập học kỳ 2 khóa 9. Các em lấy tập ra để chuẩn bị làm bài luôn nhé. Bài số 1. Phần này các em xem lại bài 34 trang 106 sách giáo khoa. Nếu gặp kiểu này, chúng ta sẽ chia hydrocarbon trước. Hydrocarbon là nó chỉ có C với H, như là C2, C5H10, C3H4, sau đó chúng ta sẽ chia tới dẫn xuất hydrocarbon là những hợp chất ngoài CH còn có các nguyên tố khác, đó là những hợp chất này. Vậy còn lại là các hợp chất vô cơ như CO, NH4, NO3, NaHCO3. Bài số 2. Các em xem lại phần 2 la mã của các bài 36, 37, 38, 44 và 45 trong sách giáo khoa nhé. Bài số 3 là phần tính chất hóa học của các chất. Các em xem lại phần 3 la mã của bài 36, 37, 38. 44, 45 sách giáo khoa. Lưu ý, nếu đề cho công thức cấu tạo giống như vậy, thì ở bên sản phẩm, chúng ta cũng sẽ viết dưới dạng công thức cấu tạo luôn. Đây là phản ứng cộng, cho nên liên kết đôi sẽ đứt để tạo thành liên kết đơn. Sản phẩm sẽ là CH2BR, liên kết đơn CH2BR. Bài số 4. Acid acetic tác dụng được với kim loại trước H, basic oxide, base, muối của các acid yếu hơn, chủ yếu là các muối carbonate CO3. Vì vậy, trong bài này, chúng ta thấy CO và Na2SO4 là hai chất không tác dụng được với axit acetic. Sau đó các em sẽ tự viết phương trình hóa học nhé. Bài số 5 và bài số 6, các em xem lại phần 2 la mã, bài 2 la mã và 3 la mã của các bài hợp hydrocarbon và dẫn xuất hydrocarbon đã học. Bài số 7. Câu thứ nhất. Ethylene là C2H4, methane là CH4, carbon dioxide là CO2. Chúng ta dễ dàng nhận biết được CO2 bằng cách dùng nước vôi trong dư. Sau đó dùng dung dịch Br2 loãng để nhận biết C2H4. Còn lại sẽ là methane CH4. Các em cũng có thể nhận biết CH4 trước bằng dung dịch brom loãng cũng được. Và nhớ viết phương trình hóa học. Câu 2. Có acetic acid. Như vậy chúng ta sẽ dùng quỳ tím để nhận biết acid trước. Sau đó đốt cháy để nhận biết ethanol. Còn nước nó sẽ không cháy. Lưu ý là các em không thể nhận biết C2H5OH ethanol đầu tiên bằng Na, vì cả ba chất này đều tác dụng được với Na và có cùng hiện tượng là sủi bọt và tan ra. Thầy nhắc lại nhé, không được dùng Na trước tiên, mà chúng ta sẽ nhận biết axit trước bằng quỳ tím. Hoặc dùng muối CO3. Các em có thể suy nghĩ cách khác cũng được. Câu số 3. Chúng ta cũng dùng quỳ tím để nhận biết acid, acetic acid. Sau đó dùng Na để nhận biết ethanol C2H5. Còn lại sẽ là ethyl acetate.
CH3COC2H5. Và cũng giống như câu 2, không được dùng Na trước để nhận biết. Nhớ viết phương trình hóa học. Bài 8 là bài độ rượu. Các em xem lại phần 1 La Mã trang 136. Rượu 46 độ nghĩa là 100 ml rượu 46 độ sẽ có 46 ml ethanol. Bài số 2. Natri dư. Ống nghiệm chứa rượu 46 độ. Rượu 46 độ là rượu có nước. Vì vậy khi natri dư thì sẽ có hai phản xảy ra là Na tác dụng với C2H5OH và phản ứng thứ hai là Na tác dụng với H2O. Bài số 3. Xem lại bài số 44. Xem lại bài ghi và cách tính luôn nhé. Sang phần bài toán. Bài số 1. Các em đọc đề. CH4 khi cho tác dụng với Br2 thì không có phản ứng. Còn C2H4 tác dụng Br2 tạo C2H4Br2. Vậy cái khí E đó chính là CH4. Đề cho sau phản ứng thu được 37,6 gram dipromol ethan C2H4Br2. Vậy từ khối lượng C2H4Br2 chúng ta suy ra được số mol C2H4Br2. Thay vào phương trình, suy ra được số mol C2H4, dùng công thức tính V, V bằng N nhân 24,79, thì tính được V C2H4. Từ đó suy được số mol của, suy được thể tích của CH4 bằng cách lấy thể tích của nguyên hỗn hợp là 11,2 trừ thể tích của CH4. Sang câu B. Các em viết phương trình hóa học rồi thay số mol CH4 vào phương trình, tìm số mol rượu. Từ đó suy ra yêu cầu của đề bài. Bài số 2. Khối lượng bình tăng là khối lượng của C2H2, 1,04 gram. Vậy chúng ta sẽ đổi được ra số mol, viết phương trình thế vô giải tương tự như bài số 1. Bài 3. Từ thể tích của axit và nồng độ mol của axit chúng ta tính được số mol axit acetic. Đồng không tác dụng với axit. Chỉ có kẽm phản ứng. Như vậy thay số mol axit tìm được vào phương trình hóa học. Suy ra số mol kẽm, suy ra khối lượng kẽm và suy ra phần trăm kẽm. Làm sao tính phần trăm kẽm? Chúng ta lấy khối lượng của kẽm tính được chia cho khối lượng hỗn hợp nhân 100%. Phần trăm đồng thì lên 100% trừ phần trăm của kẽm. Sang câu B cũng dựa vào phương trình ở trên tính được số mol H2, từ đó suy ra VH2. Câu C. Câu C chúng ta sẽ dùng công thức tính nồng độ mol, viết phương trình hóa học của CH3COH tác dụng với NaOH. Lấy số mol axit ở trên này, thế vào cái phương trình đó, tính là số mol NaOH. Và từ đó suy ra thể tích dung dịch NaOH. Bài số 4. Các em giải theo hướng dẫn thầy đã để trên màn hình. Chúc tất cả các em ôn tập tốt và làm bài được điểm cao nha. Chào tất cả các em.